Shishu XA-180 của lực lượng vũ trang Ukraine bị trúng đạn ở vùng Donetsk, thuộc dòng xe bọc thép chở quân được giới quân sự đánh giá cao về tính cơ động cũng như khả năng bảo vệ vượt trội. Nhưng Shishu XA-180 của quân đội Ukraine dường như kém may mắn trước hỏa lực của lực lượng Nga. Theo trang tin AVEA, các xe bọc thép Shishu XA-180 do Phần Lan cung cấp cho quân đội Ukraine đã gặp bất lợi lớn trong cuộc xung đột với lực lượng Nga. Shishu XA-180 là dòng xe bọc thép bánh lốp 6x6 do công ty Shishu, hiện nay là một phần của Patria, Phần Lan sản xuất. Phiên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 1983 và chúng bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 1984. Shishu XA-180 được thiết kế dựa trên xe tải quân sự Shishu SA-150 với yêu cầu về một phương tiện bọc thép chở quân linh hoạt, dễ sử dụng với cấu trúc đơn giản và chi phí bảo trì thấp. Xe được chia làm hai khoang, kiếp xe hai người bao gồm lái xe và chỉ huy ngồi ở khoang trước, trong khi khoang sau có thể chở theo 10 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Binh sĩ có thể ra vào bằng hai cánh cửa ở phía sau xe hoặc cửa sập trên nóc. Toàn bộ thân xe được bọc thép, độ dày của các tấm giáp phía trước là 10mm và các phần còn lại từ 6 đến 12mm. Điều này giúp xe có thể chống lại hỏa lực của các vũ khí nhỏ cũng như các mảnh băng đạn pháo. XA-180 có trọng lượng 15,5 tấn, chiều dài 7,35 m, chiều rộng 2,9 m và chiều cao 2,3 m. Xe sử dụng động cơ diesel Vamet 611, công suất 236 mã lực, giúp nó có thể di chuyển với tốc tối đa 100 km/h, tầm hoạt động 500 km. Bên cạnh đó, xe có thể bơi với vận tốc 8 km/h, leo dốc 70%, vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,5 m và các rãnh rộng 1 m. Những chiếc XA-180 đời đầu không được trang bị vũ khí nhưng sau đó chúng đã được phổ biến. Súng máy hạng nặng 7,62 mm hoặc 12,7 mm được lắp trên nóc khoang chứa quân. Ngoài ra, phương tiện này cũng có thể lắp súng phóng lựu để tăng cường hỏa lực cho xe. Cựu Tổng thống Ukraine mua hàng chục xe bọc thép Spartan cho quân đội. Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Nga dùng xe trinh sát bọc thép BRD-M2MS huấn luyện binh sĩ tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Ngày 10 tháng 10 năm 2022,